Bài văn tả gấu bông. Trong số những món đồ chơi của em thích nhất là chú gấu bông Misa. Đây cũng là một món đồ chơi gắn bó và có nhiều kỷ niệm với em nhất. Misa chỉ to như con mèo thật, nhưng hình dáng thì tròn trịa, mập mạp hơn. Chú trong tư thế chễm chệ ngồi, hai cái tay ngắn ngủn dang rộng về hai phía, lúc nào cũng như đón chào em. Toàn thân chú khoác lên mình một bộ lông màu vàng chanh, chỉ ở tay, mõm, bàn chân và cái bụng phệ là pha những mảng màu trắng ngà. Gương mặt Misa toát lên vẻ hiền hậu và vui vẻ. Tuy đã cũ, nhưng hai mắt chú đen lấy như mắt thật, lộ nét tinh nghịch và thông minh. Cái mũi chú nhỏ nhàn nhạt nâu trông khá buồn cười. Trên cổ lại thắt cái nơ đỏ đã bạc màu, còn thêm một bông hoa màu trắng. Trên đôi tay tuy không còn mới, nhưng trông chú thật duyên dáng. Em rất yêu Misa. Em không biết chú có từ bao giờ, chỉ biết rằng khi em nhớ được thì Misa đã ở bên em rồi. Mẹ em bảo rằng Misa có từ trước khi em ra đời. Hàng ngày em chơi cùng và ngủ cùng Misa. Không có chú là em không sao ngủ được. Nên đi đâu xa nhà là em cũng mang chú theo. Giờ đây em có thêm rất nhiều gấu bông mới, nhưng không có chú gấu bông nào có thể thay thế được Misa yêu quý của em. Bây giờ chúng ta cùng nghe tốc độ chậm nào. Bài văn tả gấu bông. Trong số những món đồ chơi của em thích nhất là chú gấu bông Misa. Đây cũng là một món đồ chơi gắn bó và có nhiều kỷ niệm với em nhất. Misa chỉ to như con mèo thật, nhưng hình dáng thì tròn trịa, mập mạp hơn. Chú trong tư thế chễm chệ ngồi, hai cái tay ngắn ngủn dang rộng về hai phía, lúc nào cũng như đón chào em. Toàn thân chú khoác lên mình một bộ lông màu vàng chanh, chỉ ở tay, mõm, bàn chân và cái bụng phệ là pha những mảng màu trắng ngà. Gương mặt Misa toát lên vẻ hiền hậu và vui vẻ.
đã cũ, nhưng hai mắt chú đen lấy như mắt thật, lộ nét tinh nghịch và thông minh. Cái mũi chú nhỏ nhàn nhẹ nâu trông khá buồn cười. Trên cổ lại thắt cái nơ đỏ đã bạc màu, còn thêm một bông hoa màu trắng. Trên đôi tay tuy không còn mới, nhưng trông chú thật duyên dáng. Em rất yêu Misa. Em không biết chú có từ bao giờ, chỉ biết rằng khi em nhớ được thì Misa đã ở bên em rồi. Mẹ em bảo rằng Misa có từ trước khi em ra đời. Hàng ngày em chơi cùng và ngủ cùng Misa. Không có chú là em không sao ngủ được, nên đi đâu xa nhà là em cũng mang chú theo. Giờ đây em có thêm rất nhiều gấu bông mới, nhưng không có chú gấu bông nào có thể thay thế được Misa yêu quý của em. Tập làm văn tả con gấu bông đến đây là kết thúc. Chào các em nhé.